Bà Hả? đám cưới có vui không vậy bà? Vui lắm. Còn sợi dây chuyền? Trời ơi, tôi biết thế nào chị cũng hỏi tôi mà. Nhã Trần thích lắm. Nó nhờ tôi gửi lời cảm ơn chị. Dạ. Ủa, ông đi nghỉ chưa? Dạ chưa. Ông cứ ngồi ngoài phòng khách uống rượu khang từ lúc đi làm về tới giờ á. Tôi đòi dọn cơm ổng không chịu. Uống rượu hả? Dạ. Chết rồi, ông có vấn đề về bao tử. Bác sĩ cấm không cho ổng uống đó. Sao vậy? Trời sao vậy mình ơi? Tới nhà mình ơi. Dạ. Rồi cấp cứu mau lên. Số mấy bà? 115. 115. Trời ơi mình ơi, tỉnh dậy đi mình ơi. Dạ, sao vậy bà nè? Chủ có báo Nhã Trân biết ôi, tôi rồi khỏi chủ. Gọi lại lên đi. Dạ. Trời ơi sao vậy nè? Xuống nhiều rượu quá vậy nè. Mình ơi, tỉnh dậy đi mình ơi. Ơi tỉnh dậy đi mình ơi. Mình ơi. Người nhà bệnh nhân vô làm ở ngoài. Mình ơi. Chủ không cho mình báo cho cô Nhã Trân biết. Chắc là sợ cổ mất vui trong ngày cưới. Nhưng mà biết mà không báo cho cổ biết á, không có gì thì thôi, chứ mà lỡ có gì á thì tội cho cổ lắm. Bề gì cũng là cho con mà. Khổ quá. Thôi, quyết định phải báo mới được. Ừ, bắt máy đi. Xin lỗi bà, tôi đang có chuyện gấp. Sao rồi má? Ba con. Chị đâu con? Anh sao rồi chị? Má bị đau tim. Con đưa má lên đây làm gì vậy? Không có sao đâu chị. Không biết tin thì thôi, biết rồi tôi ở nhà sao chịu nổi chị. Má đưa ba vô bệnh viện lâu chưa? Sao không nói cho vợ chồng con biết? Chuyện này một mình má lo được rồi. Bữa nay má không muốn hai con bị chi phối. Má nói gì kỳ vậy? Dù sao ba cũng là ba của con mà. Lỡ ba có chuyện gì thì làm sao con yên tâm được. Bác sĩ, chồng tôi vừa được đưa vô cấp cứu. Tình hình ra sao rồi bác sĩ? Bà đây có phải là vợ của ông ấy? Dạ, dạ tôi đúng rồi. Bà có biết tiền sử bệnh tình của chồng bà không? Dạ biết. Chồng tôi bị loét bao tử.
Vậy sao còn cho ông uống rượu nhiều dữ vậy? Dạ tại vì tôi không có ở nhà. Nhưng mà ông có sao không bác sĩ? Tạm thời thì ông ấy đã tỉnh lại. Dạ. Nhưng phải làm xét nghiệm mới kết luận được. Tôi có thể vào thăm nhà tôi được không? Tốt nhất là để cho ông ấy nghỉ ngơi. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Vô. Chào anh. Chào anh. Ê, cảnh sát giao thông kìa. Em thấy rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, thằng Đạt này lái không có chuyện gì đâu. Không ổn đâu. Quẹo vô cái ngõ phía trước cho ta. Gì vậy anh? Chạy vô đó chỉ cho cực vậy? Tao nói quẹo thì mày cứ làm theo tao đi. Lần sau anh phải chú ý nghe chưa? Dạ. Mày cứ chạy thẳng đi, hết con đường này sẽ ra con đường cũ, tránh được trạm kiểm soát của tụi nó. Anh đi hồi nào mà rành quá vậy? Chứ mày tưởng là tao ngồi không mà ăn được tiền của ổng hả? Ổng sai tao làm thấy mẹ luôn, coi tao như một thằng cu li. Ngày trước á, tao cũng hay lái xe chở hàng ngang qua đây nên rất rành đường. Em thấy có gì mà anh phải sợ công an dữ vậy? Cùng lắm thì đóng thuế mại lộ là tụi nó im liền chứ gì. Xe mình á chỉ chở mấy đồ nhựa gia dụng và mấy chục bao nhựa nguyên liệu thôi mà. Mày đừng có hỏi nhiều, cứ lo làm tốt nhiệm vụ tài xế của mày đi. Làm chuyện gì thì nên biết chuyện đó thôi. Biết chơi đúng luật thì mới có cái mà ăn. Em biết rồi. Xin chào các cô chú và các anh chị. Kính thưa các cô chú và các anh chị, hôm nay tôi và chồng tôi là anh Hoàng Nam nhận được sự ủy quyền của ba tôi để thay ông đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty Đại Phát. Tôi cần sự hỗ trợ của các cô chú và các anh chị để đưa công ty chúng ta đạt được những bước phát triển mới với phương châm đoàn kết, nỗ lực thành công. Coi công ty là mái nhà chung của tất cả mọi người. Sự phát triển của công ty gắn liền với lợi ích thấy được của từng cán bộ, công nhân, không phân biệt là lãnh đạo hay là công nhân làm việc ở phân xưởng. Tôi mong quý vị sẽ giúp tôi hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nếu có gì không hài lòng, xin quý vị hãy gặp tôi trực tiếp để trình bày. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Nhân đây, tôi xin giới thiệu nhân sự mới. Ông Nguyễn Hoàng Nam được bổ nhiệm làm phó giám đốc kế hoạch. Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Cho tôi hỏi, còn ai có ý kiến gì không ạ? Nếu không có ý kiến gì thì mọi người có thể vào phòng làm việc. Trưởng phòng nhân sự và anh Sơn, lát nữa qua phòng gặp tôi. Dạ. Dạ. Cố gắng làm tốt công việc của mình đi.
Em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Thú thật, em còn bối rối quá, cứ như một giấc mơ vậy. Anh đã làm xong giấy tờ để ba má qua Mỹ trị bệnh rồi. Có thể tuần sau họ sẽ phỏng vấn. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em còn vướng mắc chuyện gì nữa à? Thì má làm anh rồi bội Châu, rồi cái quán sinh viên của tụi mình nữa, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Rồi em tính sao? Anh tính sao? Nếu như mọi người không có vấn đề gì khác thì cứ tiếp tục giữ nó hoạt động. Chúng ta sẽ vẫn tham gia một cách gián tiếp. Em thấy sao? Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục tới đó để phát triển quán sinh viên của tụi mình ha. Anh ơi. Ông Lâm đâu? Anh ơi. Anh. Thưa tổng giám đốc, em có ngàn mà anh ta cứ xông vào ạ. Được rồi, em ra ngoài đi. Dạ. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Tôi muốn gặp bác Lâm. Ông ta ở đâu? Anh cần gặp ba tôi có chuyện gì? Thì ra cô là Nhã Trân, con gái của bác Lâm. Bác ấy vẫn thường nhắc tới cô. Rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Thái Duy. Chào anh. Đây là chồng tôi, Hoàng Nam. Xin chào. Chào anh. Anh đến đây gặp ba tôi có chuyện gì quan trọng không? Không những quan trọng mà rất quan trọng. Ba tôi đã ủy quyền tổng giám đốc công ty cho tôi. Anh có thể nói. Xin lỗi, việc này tôi không thể nói với cô được. Xin lỗi. Nếu tôi không biết chuyện đó là chuyện gì thì tôi không thể nói với ba tôi dù chỉ một lời. Vậy thì chào cô. À, hai người làm ơn nhắn với bác Lâm á, là tôi cần gặp bác ấy gấp. Xin chào. Em có biết anh ta không? Con chào ba má. Ba má. Con. Vậy rồi hả con? Công việc sao rồi? Tốt không? Dạ tốt. Mọi người rất ủng hộ con. Vậy mới là con gái rượu của ba chứ. Còn có chuyện này con muốn nói với ba. Có chuyện gì vậy con? Có một anh chàng tên là Thái Duy tự động xông vào phòng giám đốc. Anh ta cứ nằng nặc đòi gặp ba cho bằng được. Anh ta còn nói là chuyện rất quan trọng nữa. Dạ, tụi tôi đi nghe anh chị. Anh chị chuẩn bị đồ đạc đủ hết chưa? Dạ, tôi chuẩn bị xong hết rồi chị. Tôi tính làm mấy món đồ ăn cho Tuấn Trung, nhưng mà ông không cho. Tôi đã nói mà bà không nghe. Rồi làm thêm mấy món nữa, nói bệnh kiểm dịch khó mang qua lắm. Đúng rồi. Ở bển đâu có món đó mà ăn. Thương con trai mình ghê. À, anh chị yên tâm đi. Tôi qua là để thuyết phục Tuấn Trung trở về. À, công ty đang khuếch trương hoạt động nên rất cần một luật sư giỏi. Anh mà dắt Tuấn Trung về đây là tôi mừng hết lớn đó. Chứ hai vợ chồng tôi nói hoài mà nó có chịu nghe đâu. Bà làm như anh Lâm anh đi du lịch không bằng. Anh đi chữa bệnh, thời gian đâu mà nói chuyện này chuyện kia. Không sao đâu. À, tôi với Tuấn Trung vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Bệnh viện này cũng là do Tuấn Trung giới thiệu và đăng ký luôn cho tôi đó. À ba, ba qua đó cho con gửi lời hỏi thăm anh Tuấn Trung. Nói với ảnh là con rất muốn làm việc chung với ảnh. Anh rất tử tế. À. Anh nè, ở lại nhớ phụ giúp Nhà Trân điều hành tốt mọi việc ở công ty. Ba sẽ liên lạc thường xuyên với con đó.
Dạ, bà yên tâm mà chữa bệnh. Chúc bà sớm hết bệnh quay về. À, còn cái chuyện của Thái Di á, hai đứa không cần phải quan tâm tới. Tính tình của cô ta khó chịu ngang ngược, chỉ có ba mới trị được thôi. Dạ, tụi con nhớ rồi. Bà má qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. À, khi qua đó ba sẽ gửi về quà cưới đặc biệt cho hai đứa. Má, má nhớ bà nói gì rồi đó nha. Cảm ơn anh chị đã tiễn vợ chồng tôi. Có gì đâu, chúc anh chị thượng lộ bình an nha. À, mà khi nào anh chị về nhớ báo cho vợ chồng tôi ra đón. Mà phải dắt Tuấn Trung về đây cho tôi à nha. Anh chị yên tâm, lần này á nhất định Tuấn Trung sẽ chạy về. Chào anh. Chào anh. Dạ chào chị. Dạ, chào con. Dạ, con chào ba. Má đi nghe con. Dạ. Ba đi nghe con. Má đi nghe. Dạ. Dạ. Mời tổng giám đốc uống à. Em xin phép. Cảm ơn em. Đây là vận đơn của các công ty vận tải biển ở nước ngoài gửi cho Đại Phát, ghi rõ các loại hàng hóa mà Đại Phát nhận được tại cảng. Nhưng có một thực tế là một số mặt hàng đã không được nhập vào kho của công ty. Vậy thì nó đi đâu? Và đó là mặt hàng gì? Hóa chất có, hạt nhựa nguyên liệu có, và nhiều thứ khác nữa. Đi đâu thì anh không rõ. Thế anh nghĩ chuyện này là sao? Giữa Thế Duy và ba chắc chắn phải có mối quan hệ như thế nào đó, nên ba mới giao khoán cho anh ta những thứ giấy tờ quan trọng này, để anh ta có thể ra hải quan nhận hàng. Sau đó, một số mặt hàng sẽ được chuyển đến một địa chỉ nào đó mà chúng ta không thể biết được, vì không lưu vào sổ sách của công ty. Không lẽ đây là đường dây buôn lậu? Những dấu hiệu bất minh thì đã rõ, nhưng để kết luận đây có phải đường dây buôn lậu hay không thì chúng ta cần phải xác minh lại. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Xin lỗi tổng giám đốc, em có cản nhưng anh ta cứ xông vào ạ. Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Dạ. Mời anh ngồi. Anh Thái Duy à, anh có cần gì và chuyện quan trọng như thế nào đi nữa thì tôi cũng đề nghị anh phải chấp hành những nội quy của công ty đề ra. Lúc trước tôi đến đây gặp bác Lâm, chẳng có nội quy gì hết. Tôi muốn vô thì vô. Nhưng đây là nhà Trân, không phải là ông Lâm. Rất tiếc là tôi không biết giữa anh và ba tôi có mối quan hệ làm ăn với nhau như thế nào. Anh có hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa anh và công ty Đại Phát không? Không. Hợp đồng giữa tôi và bác Lâm đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ tôi là tổng giám đốc, giữa anh và tôi lại chưa hề có niềm tin nào. Anh vui lòng đợi ba tôi trị bệnh xong sẽ giải quyết. Vậy bác Lâm không nói gì với cô sao? Ba tôi nói rất nhiều chuyện nhưng không có nói chuyện gì về anh hết. Vậy còn hàng hóa ngoài cảng thì sao? Công ty phải làm giấy tờ để tôi làm việc với hải quan. Nếu không có giấy tờ hợp lệ thì làm sao tôi lấy hàng ra? Anh, tôi sẽ đi với anh. Anh đi theo làm gì? Tôi là phó giám đốc đại diện của công ty, có gì trở ngại tôi có thể giải quyết ngay tại chỗ. Nhưng mà bác Lâm có cần đi lần nào đâu mà mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hai người đã làm khó tôi đúng không? Tôi không làm khó anh, tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Cô Nhã Trân nè, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Nguyên tổng giám đốc và là con gái ruột của bác Lâm. Ý kiến của chồng tôi cũng là ý kiến của tôi. Được, tôi sẽ tường trình chuyện này với bác Lâm.
anh cứ thoải mái. Nhưng ba tôi đang trị bệnh, tôi mong là anh không làm phiền. Cô Nhã Trần nè, cô sẽ phải chịu trách nhiệm với bác Lâm về lô hàng này. Chào cô. Loại người gì mà bất lịch sự quá vậy? Anh nghĩ không phải tự nhiên mà anh ta lại có thái độ ngạo mạn ngang ngược như vậy với chúng ta. Vậy theo anh đó là thái độ gì? Anh có cảm giác có một cái điều gì đó khuất tất ở đây, trong mối quan hệ giữa Thái Duy và ba. Nếu như em muốn có câu trả lời thì phải làm rõ mối quan hệ này. Nhưng anh ngại. Anh ngại chuyện gì? Giữa anh và ba đã từng có nhiều chuyện không hay xảy ra. Anh không muốn vì tên Thái Duy này mà vết thương cũ lại bị khơi dậy. Ba có thể nghĩ là anh vẫn còn để bụng chuyện cũ. Anh nói cũng phải. Thôi được rồi, chờ ba về rồi tính. Ba cũng gần về rồi, cuối tháng này sẽ về. Vậy là còn khoảng 2 tuần nữa. Ừ. Em à, vậy chiều nay anh xuống cảng lãnh hàng về nha. Trễ hạn là nộp phạt lưu kho đó. Dạ, anh cứ làm đi. Trời ơi. Mười hả mày? Rồi quýnh lẹ đi, nhanh lên. Bòi nè. Mày hả bưởi? Mày. Đi đi. Lẹ đi mày. Còn mày sao? Lẹ đi. Lẹ coi suy nghĩ gì lâu vậy? Mày. Trời đánh. Em nghe anh. Alo, anh Tám phải không? Dạ, có gì không anh? Anh và anh Đinh đang làm gì đó? Sảnh kìa. Dạ, đâu có làm gì đâu anh. Tất nghiệp dài dài nè. Vậy anh tới công ty Đại Phát gặp tôi đi. Có chuyện gấp đó. À, dạ dạ, tụi tôi tới liền. Số đen như chó mực. Ê Đinh. Mày. Trời, tao đang thua mà kêu gì, để tao gỡ coi. Lẹ đi. Anh Hoàng Nam gọi điện cho tao. Anh cần gặp tụi mình, có chuyện gấp. Mày nói cái gì? Tụi mày kìa. Anh Hoàng Nam gọi cho mày hả? Ừ. Vậy là có Quế Nhân phù hộ cho mày rồi. Mày chờ tao một chút, đánh hết ván bài này rồi đi. Đánh đi, đánh lẹ đi. Rồi nhanh đi. Tới tao hả? Rồi tới tao. Con xì. Quá. Bỏ luôn. Không có hả? Con heo. Tới luôn nè mày. Hai anh chuyển hàng về kho đi. Dạ. Anh Nam, nói thiệt với anh nha, nó không phải nịnh. Nếu thực sự mà tụi tôi không gặp được anh á, chắc bây giờ tụi tôi phải vô nhà đá ngồi gỡ lịch dài dài rồi. Tôi từng là tài xế xe tải, rồi dính vô ba cái xì ke ma túy rồi hút chích, rồi cứ đi xin việc ở đâu á, người ta cũng lắc đầu không cho. Rồi cái gặp cái thằng Tám này nè, nó rủ giật dọc kiếm ăn. Hôm đó mới gặp được anh đó. Mà cũng may, nếu không gặp được anh á, giờ này tụi tôi càng ngày càng lún sâu, chắc chết quá anh ơi. Ừ. Còn anh Tám thì sao? Em cũng y như nó vậy. Đã bỏ hết chưa? Dạ thì cũng vô trung tâm một thời gian. Cũng đang cai đó anh. Phải quyết tâm bỏ mới được. Còn gia đình, ba má anh còn không? Ờ em còn bà già. Thằng Đinh nó cũng vậy. Mấy anh dướng vô mấy thứ đó, lỡ chết sớm ai lo cho gia đình đây? Dạ chắc đi ra đường xách giỏ ăn xin chứ ai nuôi giờ anh. Thôi bây giờ hãy anh đi làm gì cho tôi, lấy tiền về lo cho gia đình. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ừ, đi đi.
Dạ, anh thông cảm giùm cho. Tôi lu bu quá nên quên nhận hàng. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Không xong rồi. Lạ lắm nha anh Nam. Bốn thùng này anh coi kỹ đi. Nó khác với mấy thùng kia lắm á. Khác sao? Bốn thùng này kỳ lắm. Sao nó giống giống. Giống cái gì? Phải nói không Đinh? Nói đó. Anh làm gì vậy? Anh Nam. Mà túy đó anh Nam. Cái gì? Có thật không em vậy? Nói cho anh nghe nè, theo kinh nghiệm của em á, em bảo đảm với anh chắc chắn 100% cái này là ma túy. Em đã từng chơi cái này qua mà, anh cứ tin em đi. Tại sao lại cái chuyện như vậy? Được rồi, mấy anh đóng bốn thùng này lại rồi tiếp tục kiểm tra những thùng khác. Nhanh lên. Dạ. Sao con ăn cơm đi. Quá mấy. Đi lãnh hàng từ sáng giờ mà không liên lạc gì. Con gọi qua chỗ quán của Lâm Anh chưa? Gọi rồi, anh không có ghé đó. Vậy cậu đi đâu ta? Có khi nào... Hãy
xong hết chưa? Dạ xong hết rồi anh Hoàng Nam. Hai anh kiểm tra cho thật kỹ, đừng để sót lại trên bờ. Dạ. Anh yên tâm đi, bây giờ nước đang lớn, chút xíu nữa nó trôi hết à. Thì không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hai anh giữ kín miệng, đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Dạ. Không có lợi gì đâu. Dạ anh biết rồi. Tôi thủ tiêu số hàng này là như vậy. Anh Hoàng Nam, kiến nghĩa bất di, tụi tôi hiểu hoàn cảnh của anh, nhưng mà anh phải thận trọng. Anh đang ngồi trên lưng cọp rồi đó, nếu như bị phát hiện sẽ nguy hiểm tới tính mạng của anh. Thôi mình đi. Gì vậy? Sao anh không gọi điện thoại cho em biết? Anh làm em lo quá. Không có gì đâu em. Tiện đường anh đi giao hàng cho đại lý thôi. Lần sau anh đừng có đi kiểu đó nữa nha. Nếu có chuyện gì anh phải gọi điện thoại báo cho em biết đó. Ừ. Thưa ông Quang, tình hình đang rất là xấu. Cô nấu ngon quá. Còn nữa không? Còn chứ. Ăn bao nhiêu tô cũng được. Để bác làm tô nữa nha. Con chờ chút nghe. Ê, cô gì con? Cô làm đi. Anh này. Bạn bè tôi hỏi thiệt ba câu này nha. Hỏi gì hỏi đi. Ở nhà bộ ăn hiếp anh Hoàng Nam lắm phải không? Em có ăn hiếp anh không? Có chứ. Thấy chưa? Thôi nghe ăn hiếp chồng không à. Con nghe má ơi. Dạ. Má nói sao? Tiến bị công an bắt hả? Dạ con về liền. Dạ. Tiến bị công an bắt rồi. Tôi về trước nha. Khoan đã. Để tụi này đưa em về. Dạ đi. Nè ăn xong đã rồi đi. Lấy cái giỏ giùm tôi. Tụi con có chuyện phải đi gấp. Ủa sao vậy? Ăn rồi đi con. Ủa sao vậy? Con. Lát về con kể má nghe. Trời đất ơi. Cô không được vô. Đây là nhà của tôi. Mời cô. Đi vô. Má. Bảo Châu. Có chuyện gì con vậy má? Ơi. Bình tĩnh má. Tiến. Có chuyện gì vậy? Tại sao anh tôi lại bị bắt? Con ơi, năn nỉ mấy anh đi con. Chúng tôi đây thuộc đội cảnh sát phòng chống ma túy. Tiến và cô Hằng đây bị bắt vì tội tàn trữ và sử dụng chất ma túy.
Con ơi con. Má ơi. Con ơi, nó bị bắt chắc là chết mà. Bình tĩnh đi má. Anh thấy chưa? Anh hại má ra như vậy, anh vừa lòng hả dạ anh chưa hả? Ai làm đấy chịu? Má không phải là má tao. Tao không cần má thương hại. Anh có im đi không? Anh nói như vậy mà nghe được hả? Cô à, thằng Tiến nó bị bắt. Cô đừng có xúc động quá, anh không có sức khỏe đó. Cô biết ăn làm sao, nói làm sao với ba thằng Tiến. Ông ngoài đời để nó lại cho cô, mà bây giờ cô để nó bị bắt. Tôi không phải là con bà. Khóc lóc làm cái gì? Giả tạo. Anh là thằng khốn nạn vô liêm sĩ. Anh ơi, tại sao nó đuổi xe? Anh không chết quá cho rồi. Để cho má tôi có biết khổ như vậy hả? Nhức đầu quá nha, mệt quá. Thôi bởi cháu. Cô bình tĩnh đi, để chúng tôi làm việc. Giờ này chắc ba má cũng gần ra rồi. Sao lâu vậy anh? Ừ, cũng sắp rồi. Vậy hả? Anh Lâm ra kìa. Ba má. Anh Lâm. Đứng trung. Dạ má. Con. Má. Chào con. Cô chào ba mẹ. Dạ chào ba. Chị. Chào con. Dạ. Chào anh. Chào chị. Chào chị. Dạ, chào chị. Con khỏe không? Dạ khỏe. Dạ. Đi con. Dạ Trân. Chúc mừng hai người nha. Cảm ơn. Mình về đi con. Ba để con. À. Chào con. Bác có khỏe không bác? Chà, salon hoành tráng quá ha. Dạ. Nè, ba cậu mới mở hả? Dạ, ba con mà làm gì được bác? Của con đó. Con là chủ nhân của salon này. Nè, bác ngạc nhiên lắm đó. Dạ, con cảm ơn bác. Con mời bác vô trong. À. Con mời bác. Bác uống rượu nha. À, thôi khỏi. Bác sĩ không cho bác uống rượu. Cho bác ly cà phê được rồi. Dạ. Bác thay đổi nhiều quá. Chắc là con phải đi Mỹ một chuyến. Con có chuyện gì quan trọng muốn nói với bác? Trong thời gian bác vắng mặt, có rất nhiều chuyện quan trọng đã xảy ra. Sao con không gọi điện báo cho bác? Ở bên đó bác đinh ninh là ở nhà không có chuyện gì. Con không muốn bác phải bận tâm. Bác phải tập trung vào việc chữa bệnh nữa chứ. Dạ con mời chú, mời anh dùng cà phê. Cảm ơn cô. Dạ. Con mời bác. À. Bác muốn nghe chuyện quan trọng gì đó đã xảy ra. Ông quan rất nóng giận vì lô hàng vừa rồi bị phong tỏa. Hải quan à? Con quen biết gì với họ mà. Không phải con, mà là người khác. Ai vậy? Thằng Quang Nam, con rể của bác. Quang Nam? Bác cứ về hỏi nó thì sẽ biết. Ông quan cho biết lô hàng quá chất đó có một lượng lớn là heroin.
À, thôi được rồi, bác sẽ về hỏi ngay. Bây giờ bác đã về rồi, công việc bị gián đoạn trong thời gian đó sẽ được nói lại ngay. Con nghĩ nói lại hay không là tùy thuộc vào số lượng heroin đó đang ở đâu. Nếu không tìm thấy được thì con e rằng khó cho bác đó. Dạ, lô hàng này nè ba, thiếu 4 thùng. Tại sao thiếu 4 thùng? Con ra ngoài kêu thủ kho vào đây, nó dám thông đồng với bọn xấu tuôn hàng ra ngoài. Lỗi không phải của họ ba, là con. Con? Dạ, con đã tiêu hủy 4 thùng hàng này rồi. Tại sao con dám làm điều đó hả? Vì đó là ma túy. Ba, ba không nên tiếp tục dấn sâu vào con đường nguy hiểm này. Tôi không cần lời khuyên của cậu. Bây giờ nè, tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật cho tôi. Cậu thiêu quỷ nó hay là cậu bán lấy tiền xài? Bà yên tâm đi, không ai biết chuyện này ngoài con và Nhã Trân đâu. Nhã Trân? Tại sao cậu lại cho nó biết hả? Con không thể giấu Nhã Trân được. Đây là một sự việc rất nghiêm trọng. Bà, dù sao á thì bà cũng cảm ơn con, vì con là con rể tốt của bà. Thôi được rồi, ba sẽ nghe lời con. Ba sẽ bỏ hết tất cả để sống tốt những ngày còn lại thật bình yên. Được chưa? Thôi mình về. Dạ, cảm ơn ba. Đi con. Dạ. Bây giờ ba về rồi, tụi con rút lui để ba tiếp tục công việc nha. Công việc tổng giám đốc khó khăn như vậy, phải có người kinh nghiệm như ba mới điều hành tốt được. Muốn gì á thì cũng phải để ba con nghỉ ngơi một thời gian, cho quen nước quen cái đã. Ba con mới vừa khỏi bệnh về, đi làm liền sao được. Má con nói đúng đó. Hai đứa cứ tiếp tục công việc đi, chuyện gì mà cần thiết lắm á, ba mới tham gia. Dạ, tôi Lâm nghe đây. Dạ, tôi mới trị bệnh từ Mỹ về. Ông khỏe chứ không Quan? À, dạ. Dạ. Thiệt tình, có bữa ăn mà cũng không yên nữa. Hết chuyện này tới chuyện khác. Má cứ ăn đi, lát ba xuống rồi ba ăn sao? Họ có nghe thấy gì? Bao lô hàng là thất thoát, Lý đã tìm ra chưa? Con rể tôi đã tự tay thiêu hủy lô hàng đó trước khi tôi về đây thưa ông. Tại sao anh ta lại biết chuyện đó? Dạ tôi cũng không rõ lắm thưa ông. Ngộ thì quá rõ ông Lâm rồi. Lý đã bị cậu ta phát hiện và theo dõi. Lý có tin rằng lô hàng đó chính xác là bị cậu ta thiêu hủy không? Nếu không lúng thì liệu gì sẽ xảy ra? À, tôi hiểu thưa ông, nhưng tôi chỉ xin ông một cơ hội. Tôi sẽ đem sinh mạng của tôi ra để bảo đảm. Lý yêu cầu điều gì? Tôi nghĩ đường dây vẫn còn an toàn, chưa có động tĩnh gì xảy ra. Tôi sẽ đền bù tiền về lô hàng đó. Ngày mai tôi sẽ chuyển về tài khoản ở Hồng Kông cho ông. Số tiền đền bù đó nói với ngọn không quan trọng. Liệu ngọ cần á chính là sự an toàn của lượng dây. Dạ tôi hiểu. Cho nên á, cơ hội mà ngọ chấp nhận cho Lý sửa sai á chính là cậu con dễ của Lý. Cậu thao là biết quá nhiều mà liệu đó là không thể chấp nhận được. Lý hiểu chứ? Sao bà vô mà không có cửa hả? Trời, ông sao vậy? Phòng tôi sao tôi phải gõ cửa?
Hình như ông có chuyện gì phải không? Không, không có gì hết. Không có chuyện gì thì ông xuống ăn cơm đi, hai đứa đang đợi kìa. Bà với hai đứa ăn đi, tôi no rồi. Ăn chút thôi. Ăn với uống cái gì nữa chứ? Bà không biết là cái bao tử của tôi đã bị cắt một phần rồi sao? Tôi xin lỗi. Ông nghỉ ngơi nha. Cho nên cơ hội mà ngọ chấp nhận cho Liệt sửa sai chính là cậu con dễ của Liệt. Cậu thao là biết quá thôi. Mà liệu đó là không thể chấp nhận được. Lý hiểu chứ? Vào đi. Thưa giám đốc có thư à? Cảm ơn em. Dạ. Anh ơi, hội chợ triển lãm quốc tế Malaysia mà công ty mình dự hội thảo nè. Chừng nào vậy em? Một tuần nữa. Công ty Malaysia này có uy tín với quốc tế lắm. Anh nghĩ mình nên đi. Dạ, vậy để em thu xếp. Đi xe này thích quá à. Em ru mà còn có máy lạnh nữa. Ủa mà anh hai chở em đi đâu vậy? Cho em đi một vòng cho biết. Lỡ mai mốt không còn xe đâu mà đi. Sao lại không còn? Những người tử tế như anh, em tin chắc chắn sẽ được trời Phật phù hộ độ trì đó. Mà sao anh hai không chở má đi cho má biết mùi xe hơi đời mới? Em thấy má đi xe khách á, lần nào về cũng nằm sải tay sải chân hết trơn rồi. Vậy anh không muốn má biết chuyện này. Chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng? Sao anh đưa cho em cái này? Trong đây có cái gì? Em không hiểu. Đây là bí mật của ông Lâm và công ty Đại Phát. Anh đã ghi được. Chị Trân có biết chuyện này không anh? Không. Vậy là chị theo phe ba của chị hả? Không. Sao hai vợ chồng với nhau anh không đưa cho chị mà đưa cho em? Anh nghi ngờ chị gì phải không? Nếu biết ông Lâm làm ăn phi pháp và nắm trong tay bằng chứng là cái USB này, thế nào nhà Trân cũng phản ứng mạnh mẽ chống lại ba mình. Anh e rằng lúc đó bọn họ sẽ không để yên cho nhà Trân. Em hiểu rồi. Nhưng mà em giữ cái này làm gì? Vì anh, vì cuộc sống này. Chúng ta không thể nào làm ngơ trước tội ác. Sao anh không gửi thẳng cho công an tố cáo họ luôn? Vì anh còn lấn cấn chuyện nhà Trân. Anh không muốn cô ấy trở thành kẻ thù của cha mình. Được rồi, em sẽ giữ giùm anh. Nhưng em không được để cho má biết nghe chưa? Má sẽ lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Em tưởng đâu anh làm rể nhà giàu sẽ sướng lắm chứ. Tiền bạc thì xài phủ phê. Ai ngờ đâu là khổ như vậy.
nhưng khi mình đứng ở ngoài nên không biết được. Chưa đôi lúc đồng tiền dính máu em. Em mệt không đi với anh được, anh đi nhớ về sớm nha. Anh vừa hội thảo xong là về với em liền. Alo. Dạ thưa chị, có người ở bên công an gọi. Chuyển máy cho tôi. Dạ. Phòng cảnh sát giao thông công an Bà Rịa báo cho công ty biết chiếc xe Honda Civic màu trắng mang biển số 51A17. Anh uống nước đi. Cảm ơn. Thưa anh, tôi là giám đốc công ty Đại Phát. Chúng tôi được các anh thông báo. Con ơi, con ơi. Nhã Trân. Con sao vậy? Trời ơi. Ngồi xuống đây. Chị Thu ơi. Ơi, cái chị gì? Chị Thu. Chuyện gì vậy? Báo đăng hình, thằng Hoàng Nam bị tai nạn rồi, nghiêm trọng lắm. Cái gì? Chị hả? Nói sao? Chẳng lẽ là thằng Nam thiệt? Má đưa đây. Không phải anh Hoàng Nam đâu má. Báo họ lộn thôi. Hay là con gọi điện chị Trân để hỏi ha? Con gọi liền cho nó đi con. Chắc không phải, tôi lộn ai với Hoàng Nam thôi, không sao đâu. Chị nghe nè Trúc, không phải đâu em, chỉ là trùng tên thôi. Anh Nam đi Đài Bắc làm việc với đối tác. Em nói má đừng có lo lắng quá mà sinh bệnh đó. Để em báo cho má mừng nha chị. Cảm ơn chị nha. Sao con? Nó nói làm sao? Không sao đâu má, anh hai đang đi công tác mà.
thằng Quảng Nam mà nó có mệnh hệ gì, chắc tôi chết theo nó quá chị Năm. Để từ từ coi sao cái đã chị. Biết vậy tôi không có báo cho chị hay đâu. Anh Tuấn Trung, em lên Trà Vinh có việc gấp. Có chuyện gì anh liên lạc điện thoại với em nha. Được rồi, để tôi yên tâm. Dạ, cảm ơn anh. Để em cầm cho. Ừ. Má đâu em? Dạ má trong nhà hả chị? Ủa con. Má. Má khỏe không má? Ừ, má khỏe. Ủa sao con đi hồi nào mà tới sớm vậy? Má mới nghe con Trúc nó điện thoại cho con hồi sáng mà. Dạ con tự lấy xe nên đi nhanh lắm á. Con có mang theo ít quà để biếu má ăn lấy thảo. Dì Trúc gọi cho nên con phải xuống đây gấp. Má bị bệnh tim cho nên đừng để bị xúc động mạnh, dễ nguy hiểm đến tính mạng lắm á. Trong khi đó điều kiện cấp cứu ở đây lại thiếu thốn, con không yên tâm chút nào. Má biết rồi, nhưng tại má lo cho thằng Nam quá thôi. Anh Hoàng Nam lúc này phụ trách mảng đối ngoại cho công ty nên cũng thường xuyên đi nước ngoài. Má đừng lo cho ảnh nữa, bây giờ đã có con lo cho ảnh rồi. Má cần phải sống lâu để vui với con với cháu nữa. Má lo là lo cho cô Trúc đây nè. Thôi đi chị, má của em á là má chỉ lo cho con trai thôi, còn con gái là bị bỏ ra rìa đó. Con gái mà được như chị Nhã Trân con đó hả, thì 10 đứa con trai cũng ra rìa luôn. Má à, con muốn thôi với má chuyện này. Chuyện gì con? Con muốn đem Trúc lên Sài Gòn vừa học đại học vừa làm việc tại công ty con. Thích quá à. Vậy là em được ở gần anh chị rồi. Má, má cho con đi nha. Rồi còn bà già này bỏ đây cho ai? Má đừng buồn, con sẽ nói với mấy dì cho đứa cháu nào đó đến ở với má cho vui, tiện thể chăm sóc cho má luôn. Với lại thời buổi này có xe tốc hành, điện thoại đầy ra đó. Trúc sẽ gọi cho má thường xuyên, thỉnh thoảng Trúc cũng sẽ về thăm má. Cần phải nghĩ đến tương lai của Trúc má. Má nói là nói vậy thôi, chứ đâu phải má muốn nó ở sát bên má hoài đâu. Nó còn phải lo cho tương lai của nó, rồi còn phải đi lấy chồng nữa chứ. Thôi, con lên Sài Gòn á là con đi học, đi làm, còn lấy chồng không có đâu. Thôi, mấy cô đừng có nói giỏi. Bây giờ chưa có chồng thì nói vậy, chứ tới khi mà đám cưới rồi á, về ở nhà người ta rồi quên mất ba mẹ luôn. Thôi con ghé thăm má một chút, con phải về, trên Sài Gòn nhiều việc lắm. Má khỏe mạnh là con mừng rồi. Sao con về sớm vậy? Ở chơi mai về cũng được mà, mấy khi con được xuống đây. Thôi được rồi, má để cho chị Trân về đi. Chị Trân á bây giờ là giám đốc nắm cái một công ty, chứ đâu phải là như cô sinh viên như trước đâu. Má quên. Trúc sắp xếp 2 tuần nữa, chị cho xe xuống đón em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi, con xin phép má. Má giữ gìn sức khỏe, đừng để bị xúc động mạnh như vừa rồi nghe má. Má biết rồi. Má cũng cầu mong ơn trên phù hộ cho hai con lúc nào cũng bình an, mạnh giỏi. Dạ. Trúc, ra đây chị nói chuyện chút. Dạ. Dạ. Con đi nghe má.
Em lên xe chị nói chuyện chút nha. Dạ. Có chuyện gì vậy chị? Chị hãy nói em nghe đi. Mất rồi. Chị nói có thật không? Chào em. Trân nghe. Được rồi, có gì lát nữa gặp. Bye. Coi kìa. Gì vậy bà Minh? Không thấy tôi đang làm việc sao? Bộ có chuyện gì hay sao? Từ sáng giờ Trúc cười hoài à. Vậy hả? Bà nhìn coi. Sao nó cười hoài vậy ta? Qua hỏi là biết liền chứ gì. Đi. Nè người đẹp, buổi sáng giờ có chuyện gì hay sao mà tủm tỉm cười miết vậy? Phải đó. Em đang có chuyện gì vui sao mà vô đây cười suốt vậy? Dạ. Cá chút chút. Có một chút gì mà một chút. Vui làm sao mà có một chút được. Nhìn cái điệu này là giống lắm mà nha. Ý chị là sao? Em có bồ hả? Thấy chưa? Tôi nhìn là tôi biết ngay mà. Dính cháu rồi đó.
Dính gì mà dính không biết nữa. Bà Phương này toàn là gán ghép chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Tôi nói đúng chứ bộ. Đúng gì mà đúng. Con gái người ta còn nhỏ mà bồ bịch gì ở đây. Phải không Trúc? Dạ. Bồ bịch thì chắc là chưa. Nhưng mà người ta đang để ý anh nào rồi đó nha. Chị này. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Mấy chị chọc em hoài à. Bớt lại. Con gái nhà giàu đúng là sướng thiệt. Chứ còn gì nữa. Có bao giờ mấy người vậy biết lo cơm áo gạo tiền đâu. Toàn chơi cho sướng tấm thân. Bởi vậy mới nói, kiếp trước tôi toàn làm việc xấu hay sao á, kiếp này tôi toàn là làm nhân viên quèn không à. Thôi ráng chịu khó đi, mai mốt chịu khổ. Chọc tôi nữa hả bà? Chọc một xíu cho vui thôi. Không dám đâu, cho tôi xin đi. Vui lên đi, cho đời thêm sắc xuân. Thôi, không giỡn với bà nữa, tôi làm tiếp đây. Kết luận cuối cùng về nguyên nhân xảy ra tai nạn của chồng chị là do xe bị mất thắng lao xuống vực. Còn việc không tìm thấy xác, có thể do thủy triều lên cuốn đi. Thưa anh, về nguyên nhân nào khiến xe bị mất thắng? Có nhiều lý do, có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là khách quan, nguyên nhân thứ hai là chủ quan. Khách quan là do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, còn chủ quan là do có bàn tay bên ngoài can thiệp vào. Xe đó chúng tôi mới mua, vẫn còn trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất, không thể nào có lỗi kỹ thuật khách quan được. Hơn nữa chồng tôi rất cẩn thận khi sử dụng xe. Anh vừa nói có thể có bàn tay bên ngoài can thiệp vào là sao? Tôi nghĩ đó cũng có thể là một khả năng. Chồng cô có đối thủ cạnh tranh gay gắt trong công việc hay trong đời sống không? Đối thủ cạnh tranh gay gắt. Bác đã quá dung túng với chàng rể của bác. Rồi có một ngày bác sẽ phải hối hận. Nhưng dù sao Hoàng Nam cũng là người trong nhà. Bác ghi nhận ý kiến của con. Bác sẽ để ý đến nó. Bác không cho nó làm gì ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Ông của anh muốn con khử nó để mình đầu mối. Có cần phải như vậy không chứ? Ngồi xuống đi, mình bàn chuyện khác. Thái Duy rồi. Anh ta phải có liên quan đến vụ tai nạn này. Em không để cho anh phải chết oan ức đâu. Ủa, bà có rủ bộ Châu không? Lúc sáng tôi có gọi, nhưng bà nói bà bận rồi. Vậy thì tiếc quá, lúc này bộ Châu nó thừa ở nhà chăm sóc má. Má bộ Châu là bệnh cũ tái phát hả? Cũng vì thằng Tiến đó.
Lúc mà nó bị bắt vì tội buôn ma túy, má nó buồn quá mà sinh bệnh luôn. Cũng lâu rồi, từ vụ anh Hoàng Nam mất, ba đứa mình không có dịp đi chơi chung với nhau. Tôi nhớ quá. Nếu bà thích, thì hôm nào lại gọi điện, ba đứa mình lại hội hợp. À, chắc bữa nào đó, tôi sẽ gọi điện nha. Ừ. Ê, dạo này bà sao rồi? Vẫn bình thường. Còn ba? Vẫn vậy nè, độc thân vui tính. Lấy chồng đi, không thôi mai mốt trở thành bà cô già không ai thèm là ế luôn đó. Trời ơi, trẻo không à. Miễn là có người yêu tôi là tôi chịu liền. Nè Trân, bà nghĩ gì vậy? Không, đang nghe bà nói đó. Mà lập gia đình với người mình yêu thương cũng chưa chắc gì có hạnh phúc trọn vẹn đâu. Thôi đừng có buồn nữa. Mặt mày bí xị xấu lắm á. Không chừng thành bà cô già trước tôi à nha. Ê, đoạn tới rồi kìa. Dạ, của chị đây. Cảm ơn anh. Chúc hai chị ngon miệng. Bao nhiêu năm vẫn vậy ha, vẫn là cánh gà chiên nước mắm. Chứ sao nữa, tôi nổi tiếng là thủy chung chung thủy mà. Ủa sao bà không ăn bò lúc lắc nữa hả? Con người ai cũng phải thay đổi thôi. Thế giới sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có con người phải thay đổi để thích nghi với thế giới. Trời ơi, chết chưa? Trân thay đổi nhiều quá. Ăn đi. Nhìn gì? Ờ. Dạ. Chị hỏi này chút. Ủa, bà đâu rồi? Dạ, bà ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Dạ. Dạo này chị có nhiều việc bận quá. Có gì bé Tư chăm sóc bà giùm chị nha. Dạ, chị nhỏ chị con thỏ mà. Cảm ơn em nhiều. À, chút xíu nữa em vô làm cho chị một phần nuôi sò bò nha. Không hành không ớt. Nhiều ớt. Ủa, hình như em lộn. Nhớ nha. Vậy em vô nha. Ừ. À, quên. Dạ. Tặng em nè. Trời ơi, thiệt hả? Ừ. Thôi, em không lấy đâu. Ngại ngùng cái gì nữa. Chị tặng em thì em cứ lấy đi. Ngại ngùng gì không biết nữa. Chị em lấy nha. Cảm ơn chị. Trời ơi, đẹp quá à. Chị, hợp không chị? Ừ, dễ thương á. Hợp với em ghê á. Dạ, vậy em vô nhà trước nha. Ừ, nhớ làm cho chị nha. Em biết rồi, chị cứ lên lầu vô phòng. Nghe xong bài nhạc là em nằm xong liền luôn á. Ok.
Alo, nghe nè bạn Hiền. Alo, alo, đang làm gì đó? Bà về nhà chưa? Tôi cũng mới về tới nhà nè. Sao, gọi tôi có gì không? Có chứ, có, tôi mới gọi cho bà nè. Vậy thì nói lẹ lên đi, thời gian của tôi bây giờ là quý giá lắm á nha. Thấy ghét chưa? Bây giờ người ta làm quản lý rồi, nên đâu có nhớ tới chị em, bạn bè gì nữa đâu. Thôi, mệt bà quá à. Có gì nói nhanh lên. Chẳng qua là lúc nãy tôi đi ăn với bà Nhã Trân. Alo, bà có nghe không vậy? Nghe nè, nói tiếp đi, sao? Vui thì cũng có vui, nhưng mà tôi thấy Nhã Trân bữa nay nó là sao á bà. Ủa, sao là sao? Có chuyện gì hả? Dạo này nó khác lắm, khác hẳn luôn á. Dường như bây giờ nó là một con người khác luôn á bà. Vậy hả? Có thiệt không? Hay là do Lâm Anh nhạy cảm quá nên mới thấy vậy thôi? Làm gì có. Không tin bữa nào bà đi gặp bà Trân đi rồi biết. Chị để bữa nào tôi sắp xếp xong tôi gọi điện thoại cho bà Trân coi sao. Đợi chị chút. Lâm Anh, tôi đang có việc chút xíu. Có gì lát gọi lại cho bà sau nha. Bye bà nha. Dạ em xong rồi đó, chị xuống ăn cho nóng nha. Em xuống trước đi, chị xuống liền ha. Cảm ơn em. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em xin lỗi. Em ngồi đi. Em uống gì? Dạ em uống nước cam. Cho đi cảm giác nghe em. Dạ. Em xin lỗi, em bị kẹt xe. Kẹt xe đâu phải lỗi của em. Anh chờ em chắc là sốt ruột lắm hả? Nhưng nhờ vậy anh đọc gần hết cuốn truyện tranh này rồi. Anh thích đọc truyện tranh hả? Anh cũng rất thích. Is the magic word. Ê, châu, cho chạy thôi, không nhảy đâu. Đi mà, không nhảy, nhảy đi đâu. Châu. Em vui lắm. Mệt chị. Ngồi đi. Em muốn gì? Gì cũng được. Chào anh chị. Anh chị dùng gì? Cho anh như cũ ha. Dạ. Sao Nhã Trân không lạ quá vậy ta? Ê Châu, sao nhảy nó vậy? Nhảy tiếp đi, đang vui mà. Nhanh lên.
Mày anh thấy mặc bộ đồ này đẹp không? Đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi chị mới nhìn thôi mà anh đã sao? Muốn chọc em hả? Ở đây chỉ có anh với em, không chọc em thì chọc ai nữa. Chào chị. Chào em. Hôm nay nhìn chị đẹp quá ta. Cũng thường thôi. Mày đừng có nịnh. Em khen thiệt mà. Hôm nay cũng đông quá ha. Có khách nào quen không? Có chứ chị. Nhưng mà em biết chị kiếm ai. Anh Duy, ảnh ngồi bên kia với... Dạ. Thôi em không dám nói đâu, đi qua coi thử đi. Mẹ kiếp, lại là nó hả? Mẹ con nhỏ đó. Thôi mà chị, chuyện đâu còn có đó. Được rồi, lần này tao sẽ không cho nó dễ dàng thoát đâu. Con khốn đó, dám giật bồ tao, nó sẽ biết tay tao. Đúng rồi đó chị, con nhỏ đó ỷ có anh Thái Duy nên nó muốn làm gì thì làm. Mày mới nói cái gì vậy? Sao chị đánh em? Mày dám ăn nói với tao vậy đó hả? Em nói gì sai? Anh Duy là của tao, chỉ của một mình tao, chứ không phải là của con nhỏ đó. Mày hiểu không? Dạ em biết rồi, em xin lỗi chị. Lần sau mà mày còn nói như vậy nữa thì biết tay tao. Dạ. Nghe những gì tao dặn và làm theo ý của tao, nghe chưa? Dạ. Ừ.
Không được rồi, nhà Trần không biết có chuyện gì không ta? Vô, không sai không về. Em muốn hạ được anh. Bởi vậy, hôm nay em mới tập cho em từ từ. Từ từ em sẽ lên đô thôi. Chào anh chị. Anh có thể... Xin lỗi chị, chỗ này có người rồi. Tại sao? Hết chỗ rồi hả? Ê mày, hết chỗ rồi kìa. Hả chị làm gì vậy? Sao vậy? Làm gì là làm gì? Ngồi đây chơi một chút cũng được sao? Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Không có sao hết. Hai người làm gì vậy? Buông ra đi. Tôi đã nói là chỗ này có người rồi. Nếu mày không muốn nói chuyện ở đây á, thì tao đưa mày đi chỗ khác nói chuyện. Còn nói vậy là sao? Cô đưa tôi đi đâu? Đi đâu? Một chút rồi mày sẽ biết. Đi. 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 Nhanh lên. Chuyện với chị trước á mà. Chuyện gì vậy? Tao có chút công chuyện phải đi ra ngoài chút xíu. Mày và mọi người ở lại đây chơi vui vẻ nha. Có gì gặp lại sau ha. Vậy nha. Từ đã, chị chưa có xong đâu. Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá mà phải trả cho những gì mày đã làm với tao. Chị không có quyền làm như vậy. Mày chỉ là một con nhóc cản đường cản lối, và chỉ cần trên gương mặt xinh đẹp này có một chiếc sẹo dài thì mày sẽ tàn đời. Rồi anh Thái Duy cũng về với tao thôi. Cho dù chị có làm như vậy thì sau này cũng có người con gái đẹp hơn quyến rũ ảnh thôi. Mày đúng là chẳng biết chuyện gì hết. Đối với cái gai trước mắt, tốt nhất là loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Mày hiểu chưa? Chị đụng tới tôi la lên đó. Mày thích á thì mày cứ la. Nhưng mà trước hết á, tao phải cho mày một đường trước đã. Hả? Mấy người làm gì vậy hả? Dừng lại. Con kia, mày là ai? Tao là bạn của cô ấy. Mau thả cô ấy ra. Mày nói cứ như đùa. Mày tưởng mày là ai? Nói không là được sao? Hay là để tao xử mày rồi tới lượt nó. Sao? Biết sợ rồi hả? Nhìn cái mặt ngu của nó là biết nó sợ rồi. Xử nó luôn đi chị. Rạch cho nó một đường thế là xong. Đứng lại. Đứng lại. Buông ra nè. Cút. Cút. Đi tụi bay. Nhanh lên. Trời, bà có sao không vậy? Tôi không sao.
Sao tự nhiên bà lại xích mích với bọn chúng vậy? Không có gì, chỉ là một mâu thuẫn nhỏ thôi. Mâu thuẫn? Mà mâu thuẫn gì vậy? Nói cho tôi nghe đi. Đó là chuyện riêng của tôi. Cảm ơn bà đã giúp đỡ. Bà sao vậy? Sao tự nhiên mà nói chuyện khách sáo với tôi vậy? Tụi mình là bạn thân với nhau mà. Có chuyện gì bà nói cho tôi nghe đi Trân. Không có chuyện gì. Chỉ là... Thôi, tôi về trước đây. Bà cẩn thận nha. Trân! 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 Bà Trân hôm nay bị sao vậy ta? Lạ quá. Con quỷ bạn nhã Trân đúng nó dữ thiệt á. Ở đây chúng có chuyện nha coi. Thôi về trước đi. Đúng rồi, mình về đi. Ai cũng mới nói gì? Dạ. Mới nói cái gì liên quan tới nhã Trân? Nói. Dạ. Chị Diễm My kêu tụi em kéo chị nhã Trân ra sau hẻm để xử một bài học. Thôi chết rồi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Giờ tính sao? Ra đây. Anh làm em đau quá. Không được đâu anh. Người ta thấy. Cô ấy đâu? Cô ra làm gì cô ấy? Sao anh lại hỏi em như vậy? Cô ấy nào? Anh buông em ra đi. Còn giả bố nữa. Quẩy đâu? Quẩy đâu? Em nói em nói mà. Anh có biết là suýt nữa anh giết chết em không? Nè. Nè. Nói đi. Em cô nói cho tôi biết. Cô đã làm gì cô ấy? Nói. Đừng có làm gì cô ấy đâu. Em chỉ hù dọa cô ấy thôi mà. Anh buông em ra đi. Sao nói em hoài vậy? Đó là chuyện của tôi, không phải của cô. Đau quá, buông em ra đi. Cô ấy đâu? Cô ấy đâu? Sao anh không gọi điện hỏi nó? Với lại nó cũng may mắn lắm, có người khác cứu nó rồi. Ai? Ai? Thì con nhỏ nào đó. Lạ quá ha, em cũng không biết nữa. Nè. Hôm nay tôi nhắc cho cô một lần cuối. Nếu mà có lần sau nữa, tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Chị Tài còn khốn đó, mà anh dám đối xử với mình như vậy. Rồi sẽ có một ngày tao sẽ dùng chính bàn tay này để bóp cổ chính con khốn đó. Xin lỗi bà chủ. Không sao đâu. Sao khuya rồi bà chủ chưa đi ngủ nữa? Ủa, mấy giờ rồi chị? Khoảng 11 giờ rưỡi rồi. Trễ vậy rồi sao? Dạ. Hay là bà chủ lên phòng nghỉ đi. Thức khuya quá có hại cho sức khỏe đó bà. Không, tôi phải chờ con Trân nó về. Bà chủ đừng có lo. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô Trân đi chơi về tối đâu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy lo làm sao đó. Chắc tại bà chủ nhớ cô quá chứ gì.
Hay bà chủ thả lỏng cơ thể đi, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều, nó sẽ tốt hơn đó bà chủ. Cảm ơn chị. Nhưng hôm nay tôi thấy có cảm giác lạ lắm. Hay là bà chủ mệt, tôi vào trong lấy thuốc cho bà nha. Không cần đâu chị Tư à. Tôi thấy trong người hơi bức bối khó chịu thôi. À, hay tôi vào trong làm nước gì đó cho bà chủ uống định thần nha. À, hay là chị cho tôi ly cà phê được rồi. Giờ này mà bà chủ còn uống cà phê sao? Tôi muốn ngồi chờ con Trân nó về tôi mới yên lòng. Ừ, vậy thôi tôi vô trong làm cho bà nha. Cảm ơn chị. Em đang ở đâu vậy? Em về nhà rồi. Sao em không đợi anh? Chuyện đó anh phải hỏi người khác chứ sao hỏi em. Anh thật sự... Em mệt rồi. Thôi em đi ngủ đi. Chào anh. Dạ trời.